Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Sập cầu tiền tỷ khi chưa nghiệm thu. Một đoạn cầu máng mướng dẫn nước nổi dài hàng trăm mét trị giá tiền tỷ ở Bình Thuận vừa đưa vào sử dụng trước khi nghiệm thu đã bị nứt gãy nhiều chỗ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh này chỉ đạo các đơn vị có liên quan đánh giá xác định nguyên nhân xảy ra sự cố hư hỏng ở công trình cầu máng số 3 thuộc dự án hồ chứa nước sông Dinh 3, đồng thời có phương án khẩn cấp khắc phục sự cố để sớm hoàn thành công trình. Cào nhẹ là xi măng bị vỡ. Cầu máng số 3 là một trong những hạng mục chính của dự án hồ chứa nước sông Dinh 3 nằm trên địa bàn xã Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận. Toàn tuyến mương dài gần 16 km dẫn nước từ hồ sông Dinh 3 về vùng hạ lưu huyện Hàm Tân và thị xã La Ghi để tưới cho hàng trăm hecta đất nông nghiệp của hai địa phương này trong mùa khô hạn. Tổng chi phí đầu tư toàn tuyến mương là 119 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận, hạng mục cầu số 3 dài 304 m gồm nhiều block. Mỗi block dài 10 m và có trọng lượng không nước 77 tấn và có nước là 110 tấn. Cầu được thi công xong cuối năm 2014, đưa vào sử dụng đầu năm 2015. Cuối tháng 6 vừa qua, một đoạn cầu máng dài khoảng 120 m bất ngờ bị gãy, sập, làm tê liệt hoàn toàn tuyến mương dẫn nước. Tại biên bản kiểm tra sự cố lập ngày 26 tháng 3, đoàn kiểm tra do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận tổ chức đưa ra nhận định. Thời điểm xảy ra sự cố tại khu vực cầu máng số 3 có dòng nước lũ chảy qua làm rung gãy trụ cầu kéo theo thân cầu máng sập. Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường có ít nhất 12 mố trụ nâng đỡ 120 mét mương nổi bị sụp lún, nhiều trụ vỡ trơ cốt thép kéo theo nhiều đoạn mương nổi bên trên bị đứt gãy sập xuống. Không chỉ hạng mục này, có ít nhất 3 hạng mục khác cũng có dấu hiệu hư hỏng. Cụ thể, một hạng mục bờ đê hai bên cống của một cân dẫn nước cũng đã sạt lở một vệt dài hơn 10 mét, rộng 1 mét. Tại một hạng mục cầu máng khác nằm phía bên phải cửa xả hồ sông Dinh 3, mố cầu cũng bị sạt lở tạo nên những khe sâu bên trong. Chỉ cần dùng tay cào vào là hỗn hợp xi măng kết dính các khối đá dễ dàng vỡ ra. Nghi ngờ chất lượng kém. Tại biên bản kiểm tra nói trên, đoàn kiểm tra không đề cập đến chất lượng thiết kế thi công hạng mục cầu máng bị gãy. Tuy nhiên, người dân nghi ngờ sự cố xảy ra có liên quan đến công trình thi công kém chất lượng. Người dân kiến nghị cần có đơn vị chuyên môn điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các bên liên quan. Ngày 4 tháng 7, ông Mai Kiều, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận nhận định có thể trong quá trình khảo sát, đơn vị tư vấn đã không đánh giá đúng địa chất nên khi thiết kế chưa chuẩn. Nếu giả định này là đúng thì khi triển khai thi công, đơn vị thi công phải phát hiện, báo với chủ đầu tư ngay để điều chỉnh, nhưng đó chỉ là nhận định ban đầu. Hiện chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị giám sát là một ban quản lý thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận phối hợp với nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra hiện trường, rà soát toàn bộ quy trình xây dựng, từ khâu thiết kế đến thi công giám sát để có kết luận chính thức vì sao cầu máng bị sập gãy. Kết quả phải báo cáo với lãnh đạo sở trước ngày 15 tháng 7, ông Kiều thông tin thêm. Được biết, đơn vị thiết kế cầu máng số 3 là Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam, nhà thầu thi công là Công ty Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Ninh Thuận. Ông Nguyễn Văn Toại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Ninh Thuận xác nhận có liên doanh, nhưng khi thi công phân chia trách nhiệm rõ ràng, phần cầu máng gặp sự cố là do Công ty Cổ phần Xây lắp Cửu Long thi công. Về khắc phục sự cố sập cầu máng số 3, theo ông Mai Kiều, do hạng mục nói trên chưa nghiệm thu nên khi xảy ra sự cố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận đã mời đơn vị thi công làm việc, bàn biện pháp giải quyết, họ cam kết sẽ xây lại cầu, kinh phí dự kiến khoảng 4 tỷ đồng. Ông Kiều khẳng định. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.